Vào lúc 9 giờ sáng hôm qua, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn xã Nhân Tân, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau vụ tai nạn, đầu hai xe bị bẹp dúm, các tài xế bị thương nặng và mắc kẹt trong cabin. Rất may là xe bồn chở đầy dầu đã không phát nổ. Theo thông tin ban đầu, ông Phúc điều khiển xe bồn chở dầu mang biển kiểm soát 77K1516 chạy theo hướng từ Quy Nhơn đi Gia Lai. Khi đến địa điểm trên thì bất ngờ tông trực diện vào xe tải biển kiểm soát 77C05728 do tài xế Nguyễn Hoàng Sinh, 42 tuổi, ngụ xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định điều khiển theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn đã khiến hai tài xế trên bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định trong tình trạng nguy kịch. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời, nhanh chóng tháo bình ắc quy trên hai xe để tránh chập điện dẫn đến cháy nổ và phân luồng giao thông.